Thường thấu hiểu những khó khăn, chật vật mưu sinh hay sự tự ti của những người đồng cảnh. Hôn áp thì ý nghĩa của nó nghĩ là mỗi người khuyết tật nó giống như một mảnh bụi nhỏ, có cái sự hỗ trợ của cộng đồng, của xã hội, của chính quyền. Đấy, thì nó giống như chất keo, nó kết dính lại thành một cái mảng lớn. Đấy là cái ý nghĩa tên của bụi này. Sản phẩm chính của vụn art là tranh ghép vải với những nguyên liệu được lấy từ những mảnh lụa vụn của lụa Vạn Phúc tưởng chừng như không còn giá trị sử dụng. Và để tạo ra một bức tranh ghép vải hoàn chỉnh thì cần phải trải qua những công đoạn vô cùng tỉ mỉ, từ bước phác thảo cho đến xử lý vải, ghép vụn vải thành những tác phẩm hoàn thiện. Đặc biệt, với mong muốn giữ gìn và quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống, tranh ghép vải của vụn được lấy cảm hứng từ những bức tranh dân gian hay những hình ảnh rất đỗi quen thuộc của người Việt Nam. Và trong thời gian gần đây, vụn art còn sử dụng tranh ghép vải trên những sản phẩm có tính ứng dụng cao như là túi tote, ví, áo thun hay là áo dài. Có thể nói, mỗi vị khách đến vụn không đơn thuần chỉ để mua một sản phẩm, mà còn là một lần trải nghiệm lắng nghe câu chuyện của từng miếng vụn vải, của bàn tay tỉ mẩn và tâm huyết của những người làm ra chúng. Vụn Art, cái tên nghe thân thương ấy, không chỉ là một doanh nghiệp xã hội mà còn là ngôi nhà cho những người khiếm khuyết. Tại đây, họ được tự tay sáng tạo ra những sản phẩm thủ công, được đóng góp cho cộng đồng cũng như trang trải cho cuộc sống của mình. À, cũng có, mình rất là nhớ nhà, là một gia đình của thầy khác ấy, cho là công việc cũng hơi khó đối với mình, nhưng bây giờ mình làm quen được rồi. Lúc đầu là không chưa quen lắm, rồi mọi người giúp đỡ anh cảm thấy là mọi người quan tâm anh, giống như là một người một nhà ấy. Anh cảm thấy hạnh phúc, cả ấm lòng nữa. Không chỉ hoạt động kinh doanh, Wood Art còn phát triển không gian sáng tạo với những buổi trải nghiệm làm tranh ghép vải và tham quan làng lụa Vạn Phúc. Nhờ đó mà văn hóa dân gian cũng như những sản phẩm của làng nghề lụa truyền thống Vạn Phúc có thể đến gần hơn với người trẻ Việt Nam cũng như là bạn bè quốc tế. Tôi cũng hy vọng rằng cái mô hình này nó phát triển hơn nữa và được cộng đồng đó nó nhận lại để nó phát triển hơn nữa, mình có thể mở rộng sản xuất và xây dựng đúng một cái mô hình mà nó phát triển bền vững thì nó không manh mún như vậy đâu. Để trong cái lộ trình 5 hoặc 10 năm tới thì nó trở thành một doanh nghiệp nhỏ. Trong vô vàn những cửa hàng tại làng lụa Vạn Phúc, Wood Art vẫn đang thầm lặng lan tỏa những giá trị tích cực và sáng tạo của mình. Một mảnh vải vụn sẽ góp phần tạo nên một bức tranh nghệ thuật nếu được đặt vào đúng chỗ, và mỗi người khuyết tật cũng có thể làm đẹp cho cuộc đời nếu như họ tìm được đúng vị trí của mình. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng, tôi sẽ viết lên câu chuyện của cuộc đời.